dạ cũng cho bà. Trời ơi mừng quá trời con ơi, nãy giờ kinh ba cái gạo mà làm bà mắc tới. Kinh gạo ở đâu? Ở chủ ơi, nó có cho bà 200 đi. Mà sao ạ? Ừ, nói thôi 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 thôi, chỉ làm vậy đó con. Cái thôi bà lấy trăm thôi. Thôi bà lấy đi. Con ở đâu ạ? Con ở ngay gần An Sương nè. Thôi bà lấy 200 đi. Thấy bà tội nghiệp quá. Bà gần đây không? Tao tú bên sân Thức Thơm. Thức Thơm. Thức Thơm. Tú kinh ốc á. Thì mình thấy bà luôn. Nhưng mà mướn có ai nuôi đâu. Bốn bà gái